Dạ, đứng đầu tiên Hằng Ni cũng xin kính chào quý vị quan khách, là chúc sức khỏe, là chào thân thương trân trọng nhất. Và cũng để tiếp nối chương trình hôm nay, Hằng Ni cũng xin gửi đến quý vị với một trích đoạn trong vở tuồng Ngai Vàng và Nữ Tướng. Kim Lan ơi, bọn định thần rất tâm hàm hay, cùng giặc hoài nổi loạn quốc vua cha. Kim Lan ơi, thế phần dưới trên xã tắc sơn hà, chỉ còn một cách kẻ dân trời người thúc biên. Kim Lan, từ đây xa cách không còn mong chi thấy nhau, ta nhớ cũng già em đi chung xa nữ lại trên đường giá biển lên đường. Ôi cao xanh nóng bài xa chi cho tim lòng nặng tan, em đi về phương xa, em đi ngoài gió mưa. Ta xa nhau từ đây. Kim Lan ơi, núi băng nguyên rừng xanh yêu anh tiếp cảm giác lạnh. Rừng đi một mình một bóng tha như vậy còn ơn, chứ tiếp không muốn cho chàng ly chạy dầm khăn thì thôi chàng ơi. Sầu đau mà chỉ ai cố quên đi những kỷ niệm ngày xưa, xin đừng vì tiếp mà mang trong tôi chàng ơi. Vì linh vua cha đã phát ra phần rẽ tình ta, mỗi đứa một con đường, dù mình có ta tiếng yêu nhau không làm sao kề cận mãi bên chàng. Dù rằng bên đâu đẹp yên trúc mai nào ngờ để kia tình ta mỗi nơi ơi ai gieo sâu để ai ta phải chịu xa lìa. Chàng chàng ơi tha rằng xa nhau đừng nên cứ nghẹn ngào, giá biệt cũng xót rồi chàng ở lại tim mãi bằng ngàn qua mấy dặm sơn khê. Tuy rằng lòng cảm ơn những trò tay đã gửi tặng chàng này, xin cảm ơn rất nhiều. Dạ, lời nói đầu tiên cho phép Ngọc Tương xin được gửi đến toàn thể quý cô chú, quý anh chị với một lời chúc mạnh khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quý vị, và cũng để giúp vui chương trình văn nghệ trong buổi trưa ngày hôm nay, thì Ngọc Tương xin gửi tặng đến toàn thể quý vị ba câu dòng cổ trong bài tân cổ được mang tên Ai cho tôi tình yêu. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Tôi xin dâng vòng tay mở rộng
môi trên bờ môi. Nhưng biết gì là mơ nên lòng nức nở. Lọt qua che chắn lạnh đêm này còn lạnh.